Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn niệm trụ. Đây là bốn niệm trụ, đây là không. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng hoại không. Không chẳng hoại bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đây là không. Này thiện hiện, thánh đế khổ chẳng hoại không, không chẳng hoại thánh đế khổ. Đây là thánh đế khổ, đây là không. Thánh đế tập diệt đạo chẳng hoại không, không chẳng hoại thánh đế tập diệt đạo. Đây là thánh đế tập diệt đạo, đây là không. Này thiện hiện, bốn tịnh lự chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn tịnh lự. Đây là bốn tịnh lự, đây là không. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là không. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng hoại không, không chẳng hoại tám giải thoát. Đây là tám giải thoát, đây là không. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hoại không, không chẳng hoại tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đây là không. Này thiện hiện, pháp môn Đà La Ni chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn Đà La Ni. Đây là pháp môn Đà La Ni, đây là không. Pháp môn Tam Ma Địa chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn Tam Ma Địa. Đây là pháp môn Tam Ma Địa, đây là không. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn giải thoát không. Đây là pháp môn giải thoát không, đây là không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đây là không. Này thiện hiện, bậc cực hỷ chẳng hoại không, không chẳng hoại bậc cực hỷ. Đây là bậc cực hỷ, đây là không. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng hoại không, không chẳng hoại bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Đây là bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Đây là không. Này thiện hiện, năm loại mắt chẳng hoại không, không chẳng hoại năm loại mắt. Đây là năm loại mắt, đây là không. Sáu phép thần thông chẳng hoại không, không chẳng hoại sáu phép thần thông. Đây là sáu phép thần thông, đây là không. Này thiện hiện, mười lực Phật chẳng hoại không, không chẳng hoại mười lực Phật. Đây là mười lực Phật, đây là không. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đây là không.